thà không nói, không ai nhắc, thiệt tình. Ôi, chú trời mưa mà chú mua bán được cái sầu riêng bự kìa. Thôi đi qua khui cái sầu riêng kìa. Ở cái sầu riêng chú khui để nó ra cơm thế nào. Chú thấy khui đau khổ. Cái sầu riêng nó không ra luôn các bạn. Đau khổ cái sầu riêng hả? Đó. Thôi đi qua coi thử cái sầu riêng như thế nào nè. Ướt mềm rồi. Rồi. Đó. Phi sáo nha. Đây là cái gì nữa à? Thái. Sao chú Hà biết? Ở dưới Thái chứ. Chú quay sầu riêng mấy năm nay chú không biết. Vậy chú Hà đó. Hả? Sầu riêng Thái như thế nào? Sầu riêng Thái là con béo. Cái này hàng của miền Đông. Miền Đông hả? Miền Đông rồi. 90k một ký nha mọi người ơi. Để nào anh? Dạ. Đi lại trên còn Thái là chứ. Đúng rồi. Ok. Ngày nay bán được không anh? Dạ, nay bán được. Ồ, cái này muối ngon ha. Sầu riêng nhiêu vậy? Dạ, sầu riêng 90 chị. Dạ. Bao ăn không? Dạ, bao ăn chị. Còn mua cơm thì bao nhiêu? Mua cơm thì 250 chị. 250? 250 ký cơm nha mọi người ơi. Lấy ký hay là chị lấy chả? Rồi, chờ em xíu nha. Năm học nha. Sát bên bánh xèo nhí nha mọi người ơi. Đây, qua đây. Cái Thái lâu rồi hôm nay không biết cơm như thế nào. Mưa, đang mưa. Sao kìa? Không có sao thôi. Đây là mấy học anh? Kiệt bánh tiêm. Dạ cái đó năm học à. Năm học. Đi vậy. Đang hứa em tới đây hứa nhiều anh. Đâu rồi ra coi. Nó rớt nha. Đừng không quay nữa. Nó đầy bộ nhớ rồi, nó đỏ là nó đầy bộ nhớ rồi, đâu con đâu quay được nữa. Cái đỏ chằm lại. Đỏ đỏ à. Đây. Giờ nó mới hạ nó đang đổ bánh xèo nha các bạn. Trời ơi. Dạ anh đưa em đợt này em còn máy nữa. Ô bây giờ vẫn còn tờ 200 hả? Còn tờ 200. Là đâu? Là khách mới mua tặng hả? Bất ngờ khách khách đi mua sầu riêng mà đem theo cái tờ 200 đồng rồi cho người ta nè, lấy cái này luôn đi. Cái đó. Đó. 24 luôn anh. 216. Đây. 200. Mua bằng 200 đồng hay là sao? Không biết cái từ 200 này là sao ta? Hả? Từ 200 này là sao? 200 là dạng như em tin em kêu ảnh đưa 214.000 cũng được mà sao tự nhiên ảnh đưa tờ 200 nữa, cũng có lý à. Ông đưa vui hả? Ông kiếm đâu ra thì 200 đó ta? Mềm. Ngọt béo mới lấy tiền, còn không ngọt không béo không lấy tiền. Ok không anh? Đi sáu đúng không anh? Cái này đi sáu. Đi sáu anh.
thầy ước. Thầy ước á. Muốn ăn ráo cơm hay sao ạ? Em có ăn ráo cơm hay gì? Ăn ráo vậy lấy chén khác. Giờ sao chú? Đổi lại chút nữa bán cho chị bên đây. Đâu đem coi cơm nữa. Anh lấy thịt em đó để em coi được. Nè nè nè. Nè ráo. Đây 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 em lấy cho. Nó hơi ướt thôi chứ không có gì đó. 90k nha quý vị. Sát bên bánh xà nhí luôn. Ổn không? Ổn không? Ok ok. Có nhiều người thích ăn khô, có nhiều người thích ăn ướt ướt nha quý vị, quý vị. Rồi. Quỳ đứng nha các bạn. Cái này vừa mới chín tới rồi. Rau cơm. Ồ, cái này vừa mới chín tới à. Cái này vàng nè. Ủa nãy nói anh riêng miền Đông hả? Miền Đông là tỉnh nào ta? Miền Đông. Miền Đông là Đắk Lắk rồi đó hả? Đắk Lắk. Cái này vàng nè. Được không? Dạ. À vừa mua mà vừa quay cho người thân ở nhà luôn. Để ráo cơm nè. Đi mua sầu riêng mà mua online. Để ráo nè. Ok. Hiện tại là đây. Cho mình nó sao được chọt tay vô của chú. Gì hai kêu kìa. Sao lại sơ dữ vậy ta? Không phải nó vừa chín tới rồi đó. Sơ sơ. Mà nổi tới đó. Rồi. À. Cái này vừa chín tới, vừa chín tới nó có cùi. À. Nó mua trái. Nội mua trái nội. Nó mua trái thôi, biết chuyện nội. Nè, bà nội tôi, bà nội ghé ủng hộ sầu riêng à. Đó. Bà nội làm gì bởi vậy? Bà nội muốn xèo. Tại vì cùi không được ngon. Có cùi lắm nha. Sao Đông Anh? Con thích ăn cái loại sầu riêng chín hay là rồi dừa dừa? Chín. Chín mềm hay là sao? Mềm ngon hơn. Khô lắm. Ừ. Đó. Cái này mà chất béo lắm này. Ai ghé bánh xèo, ăn bánh xèo mà mua sầu riêng luôn nha quý vị. Nhìn thôi trái sầu riêng là không không. Hết ngon. Hết ngon, tự nói tự nhận luôn á. Mình thấy sao mình nói vậy, có sao nói vậy người ơi. Bởi vì khui cái sầu riêng mà vừa mới chín tới là phải có kinh nghiệm dữ lắm, có quý đẹp á. Không, nó mềm. Cái này như miếng này. Nó đỡ bé cho bạn đỡ cho bạn nó cua cho. Đó. Vô cua giùm chú đi. Cua nãy giờ sắp quá.
Một xíu hả? Toan rồi, toan rồi các bạn ơi. Có đúng rồi, khui mà nó chín thì tách ra liền, còn cái mà nó vừa mới chín tới là rất là khó khui luôn, tốn nhiều sức lắm á. Bay cái bàn luôn, chạy cái bàn luôn rồi đó. Cả cái các đầu bếp nhí qua coi chú khui sầu riêng không? Khui trái sầu riêng này muốn rớt nước mắt luôn. Rớt nước mắt luôn. Nói chung là chú đang câu thời gian cho đội mình đủ một cái video khui sầu riêng nha các bạn. Hôm nay mà, ảnh bán sầu riêng ở đây mà chưa có quay ảnh. Quay sơ sơ à. Anh chú. Mà lên. Đó, cũng được 5 muối nha. Được 5 muối. Chào quá. Lên hình kiểu này chắc cũng chết luôn. Không, thấy chú trẻ đẹp lắm. Tại lúc đó là cái chín rồi. Không, cái chín là dễ khui. Cái này vừa chín tới. Vừa chín tới là rất là khó khui luôn. Ok. Vô nghề 3 4 năm vẫn khui bị thâm vô cái phía trong của cái sầu riêng á. Sao bé tâm anh với Hà với anh Kiệt bà nội có đó, anh quét giùm em có nha. Chốt được cái sầu riêng nào tâm anh? $215,000 anh. Cái này dễ khui hơn hả? Cái này chín rồi, cái này chín, nó chín, nói chung là nó mềm rồi. Wow, dễ bự lắm hả? Ừ. Cái này là ảnh share cái mặt bằng với cô bán nước mía nha mọi người. Sát bên bánh xào nhí luôn á. Đúng Kiệt. Ừ. Qua nói bà nội mua đi. Trái này ngon. Nói giỡn chứ có cái nào vừa mua bán ăn gái anh cho mấy đứa nhỏ rồi. Chính nha. Cô ăn chính là sao? Đừng nhảo hả? Đi mua đúng không? Đúng ký luôn hả? 2 ký 4. Ở dưới là Thái, Cô ăn này. Ri 6. Cô ăn Thái ri 6. Bất ngờ bánh xèo nhí qua bán sầu riêng luôn nè các bạn. Không. Rồi bé Hà bên kia nó đổ bánh xèo miệt mài luôn. Bé Hà, anh bánh xèo, anh sầu riêng không? Sao lắc đầu? Hả? Ừ. Quên cân luôn. Nó sầu riêng cái gì con? Kiệt giỡn hoài con. Ủa thái muối bự không hấp dẫn anh? Dạ. Thái muối bự không? Thái muối bự. Cái thái là khoảng bao nhiêu một ký? Mấy ký? Trái tầm cỡ 2 ký mấy. Nhưng mà trước nói nhiêu ký đó? 90, 95, giờ 95,000. Trước 90, giờ 95. Thái lên hả? Chú rung vậy hả? Chú rung vậy hả? Nãy giờ nãy mất sức quá nên rung. Còn thấy quay YouTube rung. Nè, khô nè. Ok không? Chú ăn con ăn đi. Đó. Được mấy muối ta? Được 4 muối, 5 muối không? Đây. Cái này ở trong còn muối nữa nè. Còn chưa? 2 muối. Không, ngon á.
cứng. Được được được. Hồi nãy quên khui cái thái. Đó. Ổn áp nha. Đâm muối đây, đâm muối đẹp ghê. Rồi. Có miếng nè. Do cái nhỏ. Rồi. Trong đó có một muối tôm. Rồi ngâm về thử luôn. Trong dâm thử ơi. Rồi đỡ con cảm ơn chú nè. Bao nhiêu ta? Trong rưỡi hả? Rồi, ok. Thôi, hồi nãy quên khui kêu khui cái thái này thử cơm nó như thế nào. Cái thái này hôm nay mình chưa có coi cái thái mà khui thái muối bự bự nó đẹp. Đấy. Đây. Ủa gì? Ê, mưa không có cái dấu hiệu của sự ngừng lại nha mọi người. Đây. Ủa chưa có rau chưa? Có rau rau chú chưa? Hả? Thử đi. Ủa sao mời bà nội? Sao? Sao như thế nào? Ngon hả? Ổn áp hả? Thôi cho chị hai muối kìa. Thôi chú ăn đâu? Thôi chú ăn đâu? Ngọt ngọt chú đang ôi phải nghe không ngọt cho anh với anh Kiệt qua coi khu sầu riêng với mấy Hà là ngồi đổ bánh trường từ nãy giờ luôn các bạn. Ủa Kiệt mấy đâu? Mới quay đâu? Chị mấy á? Hai cái đặc biệt nữa. Một cái đặc biệt nữa. Đem trả cho chú đưa đây nữa đó. Của miền Tây hả? Cái này của miền Tây mà không có cái này là của Ê, bà nội ăn thử bà nội, cái đó của miền Tây á. Ủa đặc biệt hả? Bé Hà này sao nó buồn buồn gì vậy ta? Hả? Không có buồn hả? Khi ăn sầu riêng gì hả? Chị hai đang giảm ký.
Chị ơi, chị nói chị đang gặp chi? Wow. Nãy giờ đú trên sầu riêng nha các bạn, đang quay sầu riêng, nãy sầu riêng bên bên kế luôn, sát bên luôn. Anh có sầu riêng Thái riêng 6 nha mọi người ơi. Riêng 6 là cái tên thôi, còn trồng ở miền Tây hay miền Nam đều được hết á. Quen hả? Cách quen. Là mua là hết bánh xèo hả? Thanh Kiều không hả? Sao? Nội ăn thêm thế nào? Sao sao không? Không nói gì luôn hả? Ngon dở cho câu review chứ. Trời ơi, chú hàng xóm còn nó rớt. Rớt là chặt ăn luôn á. Hồi nãy giờ mò sao xóa hết cái video nãy giờ trong anh nó quay luôn rồi. Tiêu rồi. Tiêu trong anh nè. Thật là đau lòng quá. À, coi kỹ là coi. Không có. Con. Quá tuyệt vời. Nhức nách hả? Nhức nách hả? Coi đợi ra nó rớt nha, nó rớt là trật ăn luôn á. Mấy đứa này nó hảo ngọt, nó thiếu cái ngọt nè. Ngọt không? Ngọt béo không? Béo hả? Đúng rồi, cái này cơm vàng của miền Tây. Miền Tây nó vàng hơn. Đúng rồi. Của miền Đông thì nó hơi ấy. Giờ mình
Rớt chậm cái hộp rớt. Cầm được mà, cái tay cầm vậy chút nữa lật xuống thì nhịn ăn luôn. Rồi mình sẽ kết thúc video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chứ quay nữa mấy Hà là với anh Tâm Anh, anh Tâm Anh với anh Kiệt là Tâm Anh đưa nào nó làm rớt đó hả? Rồi. Cái này Thái hả? Thái rồi. Ây da. Thầm vô ra, bị thông vô trong. Sầu quá. Trai này anh nằm vô trong cái sầu riêng. Rồi, trời. Một lép nha. Chín. Nè. Cái sầu riêng này vậy là chín rồi đó, nhưng mà tại do em khui em quá tay. Đâu xa đâu, còn nếu mà chị không chịu thì em lấy trái khác cho. Cầm thì quá tay chào em. Ba kia. Chỗ đá không biết vui hả? Chị thấy cái gì sáo sóng mà đã khó vui rồi, cái này khó vui không? Người ta khui ngược á, biết khui ngược không? Không, em không biết khui. Tốn hết cái bánh xèo luôn. Nó đang chơi chú. Trời cứng gì vậy? Cái đây thầm vô giống cái này á. Hết nổi. Chết. Đau khổ. Sắt tôi thấy người ta sắt kiểu gì á. Mạnh sao nổi rồi. Không, thấy là phải có cách khui chứ mình dùng sức là toan á, bởi vì cái khui sợ nhìn cái sầu riêng không ngon không ăn. Người ta không dám mua. Không, cái sầu riêng nhìn không ngon. Đó. Thấy nó cứng cứng này. Trời, em bán chị cứ yên tâm đi, em bán bao bù đổi trả mà không ưng em đâu có ép mình lấy đâu.
cái cơm của nó dính vô đồng ấy, dính vô mới sờ khó. Thái này cũng khó lắm. Không, cơm là đẹp rồi đó. Cơm đẹp mà bây giờ mình cuối là ra muối bự là đẹp nữa là ngon. Nó dính vô trong cái cùi á. Cho anh. Quấn xèo con. Đổ mồ hôi không? Ngưng chảo mà. Ngưng chảo hả? Đó. Được, được. Nè, mình ăn khúc này nè. Ăn khúc chèn ống gì hết á. Đồ Thái rồi, chị ăn vậy đâu chứ. Nó dẻo dẻo dẻo. Nó cuốn luôn. Hả? Nó thịt sạch tạo. Chị cuốn như gì đó. Mình sự nhẹ. Sự nhẹ có khúc rồi. Không lấy thôi, không sao chị. Lấy đi. Lấy đi chị. Rồi đi. Đây. Không thường đâu, cái này là chưa chín nữa. Không mới thường. Chưa chín nữa hả? Chỉ là còn hơi cứng tí thôi. Lấy đi sao quá chị? Sao có dẻo không? Nó mất công nó cua ra, lo có chết luôn. Đâu, lựa cho chị cái ri sáu dẻo á. À, cái này nó bị sượng, nó sượng cút đầu. Coi lựa cho chị cái... Cảm ơn. Quay bánh xèo cho đủ video chưa? Hai ký ba là tụt tính hai ký ba luôn. Đó. Đó. Chính là nãy một phát là ra liền. Không, cái đi sáu dở cuối hơn. Trời, cái đó dở ẹt ăn chi trời. Dở ẹt nhưng mà nó ngon là có nghĩa là nguyên trái nó ngon. Nói đi. Ừ, nó cái riêng cái ri sáu là nó chính là dễ lấy hơn cái Thái. Lâu lâu mua chúng quả nó vừa vàng nó vừa dẻo. Dạ. Yeah. Để thì lạnh cái trên bị bé rồi gần 15 phút ăn ngon lắm. Cái này là miền Đông không? Miền Đông. Thôi phải cái màu nó khác như cái nãy nha. Ô dính gì đó? Dính gì tụi anh? Thôi đưa lại quẹt mặt anh. Đó, mưa, trời đang mưa nha mọi người ơi. Còn trong anh kêu nó qua, nó review sầu riêng, bánh xèo của bà nội nó. Nó vẫn thích sầu riêng hơn nha mọi người. Hương chưa? Ở nhà chú à. Hả? Con mẹ chú à, con ha sầu như. Cái chuyện đó chuyện rất là bình thường luôn á. Con mà con có khi á người ta khui 3 cái mà bị lỗi hết 3 cái luôn cũng phải chịu bao ăn mà. Khui 3 cái là vẫn chịu hết 3 cái luôn á. Ủa ông tên gì không? Dạ. Tên gì ạ? Dạ, tên Hậu anh. Hậu hả? Hai con. Hậu sầu riêng. Hả? Cô có ăn bánh xèo luôn không cô? Chị ăn bánh xèo không? Nay ăn no rồi. Đó. Trời đang mưa lâm râm nha các bạn. Không, cái sầu Thái á, ai ghiền thì mà cái kiểu như cái sầu này là ngày mai em phải nói.
đôi khi trong đó đó nó sẽ có bị những muối mà sượng nhẹ, chứ nói chung là nhiều trái thì nó bị sượng, còn nhiều trái nó bị sượng nó thì kêu khó không riêng sáng mà con khui trúng mấy cái mà cái dừa mà chín tới con nó cũng cực lắm chứ bộ. Hả? Hả? Không. Đó là ri sáu đó. Cái trên chắc là ri miền Đông, còn cái dưới là ri sáu miền Tây. Đó. Đúng. Để ra chú khui cái tháng này coi. Cái đó anh phải mua cái dao kiểu nhà cái dao mà kiểu Nhật á, nó cũng nhọn mà chọt cái xích chọt dít á, thấy mấy bạn ở dưới Hiếu Nghĩa là chọt dít, mũi dao nó cứng lắm, chỗ này dao nó mềm xẹo, mềm khó vui hơn. Cái bạn này có thử cái miếng này chưa? Để chú đưa miếng này mà không? Mà mấy cái thật sự tại vì nó hơi cứng. Hơi cứng hả? Cứng. Không phải đâu, đi Thái nó vậy á. Hồi giờ cũng ăn chưa ăn Thái đúng không? Hả? Cái sầu Thái nó vậy, kiểu vậy á. Con Thái ăn 16 rồi, 16 là ngọt rồi. Nó dính nó khó cùi. Cái này tờ đó thì cứng không? Đừng chọn cái tay vô. Tháng những người sầu riêng là kỵ nhất là khách mà cứ khui sầu riêng mà cứ lấy tay chọt cho đó, không biết lý do là sao. Lỡ mà con chọt mà con không lấy cái sầu riêng đó thì sao, rồi những người sau họ mua rồi sao, tội người ta chứ, tay con cái chọt đó đấy. Thấy mấy người đó khui đứt trời, thấy nhà người nước rồi kìa. Còn muối bên kia nữa à, muối bên kia là khui có những người họ khui ngược á, cái gì sơ nó dày lắm. Vườn sầu riêng này là vườn sầu riêng hậu sầu riêng nha các bạn, sát bên bán sầu nhí nha mọi người ơi, ở quận 12 đường Đông Bắc. Đâm anh riết là nó cũng anh sẽ là ngay cái chính giữa nó luôn thôi. Ây da. Coi đi, coi chú khui sầu riêng á, đổ mồ hôi vào à. Anh up mấy cái clip này lên rồi, phá sản. Phá sản luôn. Bị sợ. Sợ hả? Cái này bị sợ. Phải anh lấy số lượng cũng vừa phải nha các bạn. Từ từ kinh doanh mà. Như là cái Thái này là Thái miền Đông chứ? Thái miền Đông. Ồ, tình hình này là mưa nó không xứng rồi bé Hà ơi. Các bạn ơi, rồi xong cũng xong. Không đổ 11 luôn rồi. Cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.